cây túc sai quả nhé. À, chia sẻ một cái túc này. Đây là túc sai quả như này. Các bạn nhìn này. Quay quả trước đây, quay đến cây này. Quả này. Nó địa hình nó chật quá này. Không quay được. Đây các bạn nhìn quả túc. Tôi nó dài nữa. Hai bạn nhìn này. Tán này. Mới tối không nhỉ? Quá nhiều quả. Các bạn nhìn quả túc này. Dài dít này. Túc bẻ được cái này hả? Đấy, đẹp chưa? Thế đẹp. Đẹp quá, đẹp quá đẹp, vậy dễ bạn nhìn. Anh Đồng ơi, em thích bê hết vườn của anh Hòa về nhà em nhưng em không có diện tích không gian đấy. Suốt ngày là live stream. Đấy, các bạn là lúc chết rồi, xong rồi. Thôi đây đoàn là các bác quen để mẹ xưa xử lý cho, để cho một cái chậu khác đi, chậu bà khác đi. Chậu bà giờ nhà không có đâu anh ơi. Không lấy à? Không, em.